Vào đêm định mệnh kết thúc cuộc đời, cuộc đấu súng cân não của lực lượng trinh sát đặc nhiệm đã kết thúc hành trình trốn truy nã ròng rã suốt nửa tháng của Lê Quốc Tuấn, hay còn được biết đến là Tuấn Khỉ. Khi màn đêm buông xuống, các đơn vị đặc nhiệm đã tiếp cận ngôi nhà nơi Tuấn Khỉ được cho là đang ẩn náu. Một cuộc đấu súng nghẹt thở đã diễn ra, tiếng súng vang dội khắp khu vực khi Tuấn cố gắng chống trả quyết liệt. Trong khi lực lượng chức năng cố gắng áp sát, Tuấn Khỉ vẫn tìm cách thoát thân bằng mọi giá, tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cuộc truy lùng Tuấn Khỉ nghẹt thở lúc nửa đêm. Ngày 29 tháng 1 năm 2020, sau khi tham gia sát phạt cùng các con bạc tại một vườn nhãn vô chủ, Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, đã xảy ra mâu thuẫn với nhiều đối tượng tại đây. Ngay sau đó, Tuấn Khỉ đã xả súng vào đám đông tại sới bạc, khiến 4 người tử vong ngay tại chỗ. Chưa dừng lại, Tuấn Khỉ tiếp tục cướp hơn 802 triệu đồng của nạn nhân, có tên viết tắt là HNMT, tại hiện trường gây án. Đồng thời cướp luôn chiếc xe Honda SH của nạn nhân, có tên viết tắt là LTL, rồi cầm súng lẩn trốn khỏi hiện trường, tìm đến nhà bị can Phạm Thanh Tâm, tức Tí Bà Dòm. Tuấn đưa cho Phạm Thanh Tâm một túi sách đựng hơn 802 triệu đồng cướp được từ sới bạc, kêu Tâm đưa cho vợ Tuấn. Sau đó, Tuấn tiếp tục bỏ trốn, chạy đến trước số 4 đường Dương Thị Phua, tổ 8 ấp Thành An, xã Trung An. Tuấn dùng súng khống chế hai người khác để cướp xe lẫn trốn. Bà Vân, một trong hai nạn nhân, cho biết khoảng 15 giờ 10 phút ngày 29 tháng 1, bà đi xe máy hiệu Nuvo mang biển kiểm soát 59Y2-30198. Tới nhà của ông Biển ở đường Dương Thị Phua, tổ 8 ấp Thành Đông để mua sữa bò. Khi vừa tới trước nhà ông Biển, bà Vân nhìn thấy một thanh niên mặc quần sọt, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, chạy xe SH mang biển kiểm soát 59L2-61546 và cầm một khẩu súng dài. Thanh niên khống chế bà Vân yêu cầu bà đưa chiếc xe Nuvo. Bà Vân không chịu, ông Biển chạy ra và giằng co cùng nam thanh niên. Trong lúc giằng co, nam thanh niên nói lớn rằng: "Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu." Đồng thời, người này lên đạn dí súng vào người bà Vân và đưa cho ông Biển một cọc tiền. Lấy được chiếc xe máy Nuvo của bà Vân, đối tượng tẩu thoát và để lại xe máy hiệu SH. Ông Biển kiểm tra thì cọc tiền chứa 11 triệu đồng. Sau đó, cả hai trình báo công an. Đến 0 giờ 10 phút ngày 30 tháng 1 năm 2020, trên tỉnh lộ 15, hướng từ xã Phú Hòa Đông đi ngã tư Tân Quy, hai người đàn ông có tên viết tắt là anh LVH đi ô tô chở anh LTT đang đi trên đường, phát hiện chướng ngại vật phía trước nên giảm tốc độ. Lúc này, Tuấn mặc quần dài, không mặc áo, trên tay cầm khẩu AK, đi từ trong bụi cây ven đường ra chặn xe, rồi bắn thẳng vào xe ô tô của anh H. Anh H tiếp tục điều khiển xe ô tô lao thẳng về phía trước. Tuấn né sang bên trái đường tiếp tục nổ súng vào xe ô tô. Anh H và anh T không bị trúng đạn, nhưng bị mảnh kính vỡ văng trúng vào người, bị thương nhẹ. 5 phút sau, Tuấn tấn công một nạn nhân trên đường chạy trốn. Tuấn ném xe xuống kênh rồi bơi sang nhà bị can Võ Hồng Tâm để lẩn trốn. Tại đây, Tuấn gặp Võ Hồng Tâm và em họ của mình là Nguyễn Duy Thanh và được hai đối tượng này bao bọc, lên kế hoạch đưa đi lẩn trốn, nhưng bất thành. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, Tuấn Khỉ bị phát hiện đang lẩn trốn tại một căn nhà cũ. Xung quanh căn nhà nhiều cây cối bao quanh, cỏ mọc um tùm, cách đường lộ khoảng vài mét. Căn nhà này là nơi ở của một số công nhân và bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Sau khi nguồn tin báo về, các đơn vị của C02, PC02, Cảnh sát cơ động đã được huy động có mặt xung quanh căn nhà để theo dõi. Những người ra vào căn nhà này đều được giám sát hết sức chặt chẽ và được trinh sát đeo bám. Cách hiện trường chừng vài chục mét, hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi dù trời nắng gần 30 độ C. Nhiều người dân ở nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có mặt ở hiện trường chụp ảnh. Bên ngoài có rất đông các đơn vị lực lượng công an túc trực để phong tỏa. Người dân muốn đi qua khu vực phải là dân địa phương, còn người địa phương khác không thể ra vào. Do Tuấn Khỉ luôn mang theo súng AK trong người, nên việc tiếp cận được công an lên phương án hết sức kỹ càng. Tuấn Khỉ trước đây vốn là một tay súng thiện xạ, nên tất cả các trinh sát đều phải hết sức thận trọng khi tiếp cận từ xa lẫn khi tới gần. Tối cùng ngày, trinh sát được mặc áo giáp chống đạn để chuẩn bị tiếp cận căn nhà. Căn nhà được lực lượng bao vây với nhiều tốp trinh sát dày đặc.
thậm chí khu vực này có nhiều nhánh sông, nên lực lượng tiến hành cho cảnh sát đường thủy túc trực để tránh trường hợp Tuấn Khỉ bỏ trốn bằng đường này. Khoảng 22 giờ 50 phút, công an xác định chính xác căn nhà này đang có sự hiện diện của Tuấn Khỉ và chỉ có mình đối tượng ở bên trong, nên các trinh sát đã tiến hành tiếp cận. Lúc này, Tuấn Khỉ phát hiện có động nên đã tắt điện và lên đạn khẩu súng AK, sau đó bắn ra bên ngoài. Trước tình thế đó, trinh sát công an đồng loạt nổ nhiều phát súng. Sau chừng 10 phút, trinh sát đi vào trong căn nhà mở đèn thì phát hiện Tuấn Khỉ tử vong, cạnh đó là khẩu súng AK còn 9 viên đạn. Tuấn Khỉ cất giữ súng AK và túi đạn hàng trăm viên. Vào tháng 5 năm 2020, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, sinh năm 1987, sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Theo tài liệu điều tra, do có mâu thuẫn trong việc đánh bạc, Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người, bị thương 2 người, cướp 3 xe cùng số tiền hơn 802 triệu đồng. Công an cũng làm rõ việc Tuấn bàn bạc với các bị can để về trốn ở Vũng Tàu bằng taxi. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát chưa được thực hiện thì Tuấn đã bị bắn hạ. Tại hiện trường gây án, cơ quan điều tra thu giữ 8 vỏ đạn, 74 viên đạn cùng một số vật dụng khác. Đồng thời, quá trình chạy trốn, Tuấn Khỉ cướp 2 xe máy và sát hại thêm 1 người. Tại hiện trường gây án thứ hai, công an thu giữ 15 vỏ đạn, 4 mảnh vỡ của đầu đạn. Trong 2 tuần lẫn trốn, Tuấn bị bắn hạ khi dùng súng chống trả công an. Tại nơi Tuấn bị tiêu diệt, cơ quan điều tra thu một khẩu súng AK. Bên trong nòng súng đã có 1 viên đạn lên nòng. Bên trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn, 4 vỏ đạn cùng nhiều vật dụng khác. Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ 2 thanh kiếm và 1 dao tự chế. Súng và đạn của Tuấn Khỉ sử dụng là do bị can Phạm Thanh Tâm, tức Tý Bà Giòm, sinh năm 1987, cung cấp. Bị can này khai giữa năm 2018 qua Campuchia đánh bài, mua một khẩu súng cùng nhiều viên đạn của một người đàn ông không rõ lai lịch, với giá 8,5 triệu đồng, mang về cho Trần Quốc Đạt cất giấu. Đầu năm 2019, Tâm tiếp tục sang Campuchia đánh bài, mua về một khẩu súng AK và một túi đạn khoảng 100 viên. Sau khi mang về nước thì Tâm đưa cho Tuấn Khỉ cất giữ. Sau đó, Tuấn dùng khẩu súng và túi đạn trên để thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, công an khám xét và thu giữ của bị can Tâm 3 con dao tự chế và một gói nhỏ bên trong có tinh thể màu trắng dạng bột. Trước đó, vào năm 2011, Tâm bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản và đã chấp hành xong hình phạt tù. Theo kết luận điều tra, công an xác định Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua nhiều khẩu súng các loại cùng một túi đạn, lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Ngoài ra, Tâm còn cùng đồng bọn bàn bạc cất giấu số tiền 802 triệu đồng cướp tại sòng bạc. Từ đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Tâm về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo điều 323 và 304 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Hồ Chí Minh đình nã với Lê Quốc Tuấn. Sau khi tiêu diệt Tuấn trong quá trình truy bắt, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đình nã Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định trên dựa trên căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc bị can bị truy nã Lê Quốc Tuấn sử dụng súng AK bắn trả lực lượng truy bắt nên bị tiêu diệt ngày 13 tháng 2 năm 2020. Theo cơ quan điều tra, áp dụng khoản 2, điều 114, khoản 3, điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự quyết định đình nã đối với Lê Quốc Tuấn. Tội danh Tuấn bị khởi tố là giết người, cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo điều 123, 168 và điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuấn đã bị truy nã theo quyết định ngày 30 tháng 1 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào các ngày 29 và 30 tháng 1 năm 2020, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, làm 5 người chết và 1 người bị thương do Lê Quốc Tuấn thực hiện. Tối 13 tháng 2 năm 2020, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Tuấn Khỉ ẩn náu trong căn nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Quá trình vây bắt, Tuấn bắn trả nên công an nổ súng tiêu diệt. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể Tuấn được công an bàn giao cho gia đình để an táng.
Trong vụ án này, công an đã tạm giữ hàng chục bị can để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong số những bị can này, có bị can Phạm Thanh Tâm, 33 tuổi, tự Tý Bà Dòm và Lê Quốc Minh, 27 tuổi. Ban đầu, các bị can bị tạm giam ở trại giam Chí Hòa. Nhưng hiện nay, công an tách một số bị can sang giam ở nơi khác để điều tra về số tiền 1 tỷ về lời khai của một bị can giao cho vợ Tuấn. Tình tiết bất ngờ trong phiên xử Tuấn Khỉ. Chiều 15 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 19 bị cáo. Phần nhiều các anh em họ hàng của Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, bị truy tố về tội che giấu tội phạm, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong vụ Tuấn Khỉ bắn 5 người tử vong xảy ra cuối tháng 1 năm 2020, tại tòa, Lê Quốc Minh, em họ của Tuấn, khai Tuấn đi đánh bạc thua hết tiền nên gọi điện thoại nói sang nhà mẹ của Tuấn lấy 100 triệu đồng mang lên sòng bạc. Bị cáo đem tiền cho Tuấn xong thì quay về nhà. Còn về việc tiếp tế cho Tuấn trong thời gian lẫn trốn, bị cáo thành khẩn là anh em bạn bè với nhau nên kêu thì giúp. Hồ sơ thể hiện sau khi Tuấn đưa 802 triệu đồng cướp được ở sới bạc cho Phạm Thanh Tâm, tức Tý Bà Dòm, thì Tý chuyển lại số tiền này cho Lê Văn Tâm cất giữ. Sau đó, Lê Văn Tâm hẹn gặp Minh và cùng nhau đưa số tiền trên cho Trần Anh, thì cất giữ. Do đó, Viện Kiểm sát truy tố Minh về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tiếp theo, bị cáo Nguyễn Duy Thanh, em họ của Tuấn, và Nguyễn Kim Ngân, chị ruột của Thanh, em họ Tuấn. Hầu tòa, vì biết việc Tuấn bắn chết người, đang bị truy nã, nhưng vẫn che giấu tìm cách giúp đỡ trong thời gian bỏ trốn. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Thanh nhận thức rõ, nếu không có sự giúp sức của mình cùng những người trên, thì Tuấn không thể lẩn trốn lâu như vậy. Nhưng Thanh cho là, Tuấn là anh em của bị cáo, nên bị cáo không nỡ báo công an. Bị cáo thừa nhận mình đang dính líu với một vụ án hình sự, nên tới nhà bị cáo Võ Hồng Tâm sinh sống. Khi cả hai đang ngủ thì Thanh nghe chó sủa nên dậy kiểm tra. Lúc này Thanh thấy Tuấn không mặc quần áo và có cầm theo súng. Để tránh cơ quan công an phát hiện tung tích của Tuấn, Hồng Tâm, Thanh và Tuấn cùng bàn bạc cách che giấu cho anh họ. Thanh đưa SIM điện thoại còn Tâm đưa điện thoại cho Tuấn sử dụng. Sau đó Tâm giao nhà cho Tuấn rồi đi Đồng Nai, còn Thanh cũng rời đi nơi khác. Chỉ còn một mình Tuấn. Về lương thực để Tuấn Khỉ cầm cự suốt thời gian lẫn trốn, thì Thanh khai trong nhà có sẵn mì tôm và nước suối, đủ cho Tuấn sống sót. Ngoài ra, Thanh khai, mình còn cùng với chị gái liên hệ với tài xế để giúp Tuấn bỏ trốn đi Vũng Tàu, nhưng khi chưa kịp đi thì đã bị công an bắn hạ. Bị cáo Nguyễn Kim Ngân, chị ruột của Thanh khai, khi nghe điện thoại báo Tuấn đang ở nhà của Tâm, trong nhà chỉ còn 17 gói mì mà thời gian đã lâu nên rất thương Tuấn. Ngân đã liên lạc với Tuấn, nhờ Ngọc chở Tuấn đi trốn. Sau đó, Ngân bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Nữ bị cáo khai, nhà thuộc hộ cận nghèo, anh Tuấn thường xuyên cho tiền bị cáo. Bà bị cáo bệnh đi bệnh viện, anh Tuấn cũng lo. Bị cáo biết hành động của mình là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo thương anh. Anh hồi nào giờ tốt, lo cho gia đình bị cáo. Liên quan, bị cáo Võ Hồng Tâm cho rằng nhà này vốn chỉ có một mình bị cáo sống. Do mới Tết xong nên trong nhà còn mì tôm, nước suối và một số lương thực khác. Bị cáo Tâm nói là bạn bè với Tuấn. Khi biết Tuấn gây án, Tâm đã khuyên ra đầu thú, sau đó giao nhà để Tuấn ở đợi một thời gian. Cạnh đó, các bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Trung Kiên thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khai trước tòa, các bị cáo thừa nhận việc cất súng, đạn tại gia đình, nhưng người nhà không ai biết. Về việc vứt số vũ khí xuống ao, thì bị cáo Di và Kiên khai do sợ công an phát hiện và xử lý nên mới vứt, chứ không theo sự chỉ đạo của ai. Các bị cáo cho biết hành vi tàn trữ vũ khí là trái pháp luật và xin hội đồng xét xử xem xét. Vì sao công an mất tới 15 ngày để bắt Tuấn Khỉ? Nhiều vụ trọng án dù chưa nhận diện được đối tượng nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mất 1-2 ngày. Chưa tới một tuần đã truy bắt phá án thành công, song vụ Tuấn Khỉ lại mất gần nửa tháng trời. Trong khi đó, ngay khi xảy ra, lực lượng đã có gần như đầy đủ thông tin hình ảnh về người này. Từng có 500 cảnh sát bao vây cùng chó nghiệp vụ, trang bị khí tài hiện đại được huy động, nhưng rồi lại công cốc. Tuấn Khỉ như bốc hơi giữa vòng vây. 15 ngày ròng rã truy xét là cả một câu chuyện dài, chẳng giấy bút nào có thể kể hết. Có những thời điểm án tưởng chừng rơi vào bế tắc. Bí ẩn tiếng súng nổ trong rừng thẳm.
Chiều 29 tháng 1 năm 2020, người dân thành phố Hồ Chí Minh rúng động bởi vụ án mạng tại điểm đánh bạc ở Vườn Nhãn, thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Mâu thuẫn trên sới bạc khiến Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Khỉ, nổ súng bắn chết 4 người, bị thương 1 người. Lực lượng chủ công của Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Lực lượng An ninh Kỹ thuật, đội đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động nhanh chóng vào cuộc. Hiện trường vắng vẻ, khi phát hiện ra thì mọi việc đã quá trễ, 4 thi thể nằm la liệt trên nền đất lạnh. Tiếng khóc của người nhà những nạn nhân vẫn là nỗi ám ảnh. Hàng loạt trinh sát giỏi được tung ra tìm từng camera khắp khu vực, nhặt nhạnh từng hình ảnh, manh mối nhỏ nhất, những hình ảnh chắp nối chất lượng kém, nơi có nơi không. Gần 7 ngày trời, lực lượng chức năng như mò kim đáy biển, một nguồn tin cho hay. Công an nghi ngờ bị can này ẩn náu trong khu vực rừng tràm, huyện Củ Chi, cách hiện trường xả súng hơn 10 km. Ngay lập tức, một lực lượng gồm hơn 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng địa phương khác bao vây nhiều lớp, truy tìm quần khắp khu vực này. Những ngã đường lối thoát được phong tỏa chốt chặn. Bộ Công an cho phép nổ súng trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh những trinh sát giỏi, lực lượng còn huy động nhiều phương tiện khí tài hiện đại như flycam tầm nhiệt, xe bọc thép, chó nghiệp vụ để truy tìm Tuấn. Một chi tiết đáng chú ý từ người dân cho hay, họ nghe thấy hai tiếng súng nổ liên tiếp ở khu đất thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi. Đó là tiếng súng hay tiếng pháo? Nếu là pháo thì phải có xác pháo, còn nếu là tiếng súng thì phải có xe máy, vỏ đạn để lại. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, tại vị trí đó không hề phát hiện ra xác pháo hay đầu đạn. 500 quân lần lượt rút lui. Tuấn Khỉ như bốc hơi giữa vòng vây trùng trùng lớp lớp. Rất nhiều giả thiết được đặt ra lúc này. Có người nhận định Tuấn Khỉ nổ súng nhằm đánh hướng rồi bơi qua sông trốn. Cũng không loại trừ tình huống Tuấn không còn ở khu vực trên mà đã di chuyển sang địa bàn tỉnh Long An hướng về biên giới. Thậm chí có tình huống đặt ra Tuấn đã trốn sang Campuchia. Cuộc tập kích 50 phút và giây phút sinh tử. Trong vụ án của Tuấn Khỉ, sau hơn 10 ngày kể từ lúc Tuấn gây án rồi bỏ trốn, những gì thu được chỉ là sự im lặng. Tại thời điểm này, dư luận bắt đầu có những bình luận trái chiều. Tuy nhiên, giữa tâm bão dư luận, sau những thông tin ban đầu đã công bố, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng không có bất cứ phát ngôn nào về vụ việc này. Vụ thảm sát, những tưởng đã rơi vào bế tắc. Thì đêm 13 tháng 2 năm 2020, rạng sáng 14 tháng 2 năm 2020, người dân thành phố bất ngờ hay tin Tuấn Khỉ đã bị tiêu diệt tại Củ Chi. Tại sao hắn có mặt tại Củ Chi? Làm sao công an tìm được người này khi mọi dấu vết dường như đã bị xóa nhòa? Công an tìm được người này bằng cách nào? Trong gần 15 ngày im lặng đó, hàng trăm trinh sát giỏi của Công an thành phố Hồ Chí Minh được tung ra về khắp các tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang, phối hợp cùng địa phương truy tìm, mời những người liên quan lên làm việc. Trinh sát ngày đêm lên đường, thậm chí có người gần nửa tháng trời rong ruổi để nhanh chóng có lời giải cho người dân, thân nhân những người thiệt mạng. Ngày 10 tháng 2 năm 2020, từ một nguồn tin bí mật và bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định khoanh vùng vị trí Tuấn Khỉ. 5 giờ chiều 13 tháng 2, lực lượng chức năng có vị trí chính xác. Tuấn đang ẩn nấp tại một ngôi biệt thự vắng chủ. Xung quanh là đất trống, nhưng có không ít người dân thường xuyên qua lại nơi đây. Bắt ngay hay đợi thời cơ? Nếu bắt ngay, khả năng gây thương vong cho những người dân vô tội là rất lớn. Nhưng nếu đã xác định được vị trí mà không làm ngay, biết đâu Tuấn Khỉ lại bốc hơi lần nữa. Nhiều tình huống được đặt ra lúc này. 3 yêu cầu được đặt ra lúc này. Đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt, không để Tuấn tẩu thoát. Một bộ phận hóa trang tiếp cận ngôi nhà, án binh theo dõi, đợi thời cơ. Bộ phận khác bí mật di dời người dân. Tối 13 tháng 2, nhận định thời cơ đã tới, lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động mặc áo chống đạn phối hợp cùng các lực lượng khác với trang bị vũ khí hiện đại tiếp cận ngôi nhà trên, đồng thời kêu gọi Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Biết đã bại lộ, Tuấn Khỉ liên tục chống trả đến cùng, tìm cách tẩu thoát. Tuấn bắn 3 phát, trong đó có 1 phát đạn lép, 2 phát nổ. Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Tuấn Khỉ bị tiêu diệt, vụ án cơ bản khép lại, nhưng còn rất nhiều câu chuyện, câu hỏi phía sau. Tuấn bị hen suyễn, ai tiếp thuốc, đồ ăn cho Tuấn trong suốt gần 15 ngày ấy? Để phục vụ công tác điều tra, hiện tại Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, tạm giữ hơn chục người để điều tra. Hôm nay, người dân Củ Chi nói riêng và người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung
đã có thể yên tâm hơn khi ra đường, không còn nơm nớp lo âu bị nã súng. Một người dân Củ Chi chia sẻ, nhưng dù sao cũng một phận người, giá như Tuấn Khỉ ra đầu thú thì dù có tử hình cũng không phải trả giá đau thương đến thế. Người chết là hết, nhưng người ở lại thì đau thương một đời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.